Gặp nhau là Tết, Tết là gặp nhau. Những cuộc gặp gỡ thú vị, những ký ức lắng động, những tiếng cười duyên dáng. Gặp nhau là Tết, một chương trình ca múa nhạc hài kịch hoành tráng, lung linh sắc màu, với sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên rất được yêu thích. Tết là gặp nhau, độc đáo, hài hước, ý nghĩa, sâu lắng. Gặp nhau là Tết, Tết là gặp nhau. Phát sóng vào đêm giao thừa, nhằm ngày 11 tháng 2 năm 2021 trên kênh HTV9.